Các cầu thủ Mobi có vào thời điểm này thì họ vẫn là đội bóng được đánh giá cao hơn. Đã có tình huống phạm lỗi. Đó là pha phạm lỗi của Babeoma và đó là cái tên đáng chú ý nhất vào thời điểm này. Đó là một pha đánh hót của Việt Hải Dương. Một sân chơi bóng đá bẩy. Babeoma. Mặc dù là những Tân Bình nhưng cả SHB và Thiên Khôi là những đội bóng được đầu tư rất nhiều. Quang Thịnh, Babeoma. Babeoma. Đường truyền của Babeoma. Tuy nhiên Việt Hải Dương đã không thể khống chế được. Người thực hiện quả đá phạt góc đó là Quang Thịnh. Pha chèo bóng của Quang Thịnh và vẫn hướng tới cái đầu của Babeoma. Siêu cúp bóng đá 7 người quốc gia bên Sài Gòn 2023. Chúng tôi nói với chiều cao lý tưởng của mình thì Babeoma rõ ràng là một thỏi nam châm để thu hút những pha treo bóng của các cầu thủ Mobi. Đặc biệt những tình huống treo bóng của Quang Thịnh, những tình huống treo bóng có độ chuẩn xác cao. Babeoma. Pha đẩy bóng rất hợp lý của Babeoma cho Dương Hiếp. Họ đều là những cầu thủ đã được ăn tập và lực sút chắc chắn khác so với những cầu thủ khác. Cú dứt điểm! Chúng tôi vừa nói xong và Babeoma với một cú dứt điểm không thể cản phá nổi. Cú ra chân có thể nói là quá tốt của Babeoma và màn chào hàng có thể nói là không thể ấn tượng hơn của tuyển thủ người Senegal. Chúng ta hãy cùng xem lại, tưởng như là Quang Tình dứt điểm tình huống này. Nhưng sau đó Quang Tình lùi về sau và Babeoma là cầu thủ đã tung ra cú dứt điểm. Một pha dứt điểm không thể cản nổi. Hàng rào của các cầu thủ Mỹ Đình 2 cũng đã không tốt ở trong tình huống này. Hàng rào chắn lại quay đi ở thời điểm mà Babeoma tung ra cú dứt điểm. Đây cũng là lần đầu tiên mà HPL S10 có ngoại binh, một ngoại binh như Babeoma. Cú treo bóng của Babeoma mở bóng rất thoáng. Vẫn là Quang Tình, Babeoma, cú đánh đầu nhà lại, sút bóng. Cú tung chân của Việt Hải Dương. Đó là cú nhả bóng lại bằng đầu rất hay của Babeoma. Và Việt Hải Dương và tấn công của các cầu thủ Mobi. Babeoma không được. Pha bỏ lỡ của Babeoma. Một cơ hội phản công của các cầu thủ Mobi. Và Babeoma đã có một cơ hội cực tốt để có thể nâng tỷ số lên 2-0 cho Mobi. Babeoma không vào. Cú đánh đầu. Pha đánh đầu của Babeoma. Một vũ khí rất lợi hại của Mobi trong những tình huống bóng bổng. Babeoma. Đường chuyền rất hay của Babeoma. Nhìn trong tình huống vừa rồi thì Tú Hà Tĩnh đã có một tình huống đệm bóng không thực sự tốt. Chúng ta hãy cùng xem lại pha quan sát và chuyền bóng cực hay của Babeoma. Babeoma. Pha mất bóng của Babeoma. Babeoma. Như vậy Babeoma rời sân. Rồi vào sân thay thế là Nguyên Hưng.